rồi, xin thưa bà con bác mà mình còn chạy về tới đây miền Tây rồi nè. Bến xe miền Tây rồi, mưa bắt đầu gió tầm tã. Và mình còn tắm mưa sẵn tiện quay cho bà con bác xem luôn. À, cảnh đường phố mưa gió. Nãy bận mình đi mình không có mưa phải không? À, bận về là ba mẹ còn mưa tầm tã luôn. Chính thức vô bão rồi đó. Đây là lần đầu tiên ba mẹ còn tắm mưa trong năm 2024 các bạn ạ. À, giữa trời mưa cho nên màn kiến nó hơi bị nhòe, bà con bác thông cảm nha. Nhưng mà cho bà con bác xem cảnh tắm mưa. Ở đây là bến xe miền Tây chợ An Lạc. Chiều hôm nay là chiều Chủ nhật. Chủ nhật mà kiểu này là hơi thua rồi. Bên tay phải này là chùa Huệ Nghiêm, hồi xưa là có cái Phật học viện Huệ Nghiêm trong đó. Ồ, mưa lớn đó nha bà con. Nãy mưa bận đi thì không mưa, chứ bận này là mưa. Xe buýt đi về bến xe Long An các bà con. Đây là một tuyến xe buýt mà dạng giống như là liên tỉnh á, đi từ tỉnh này qua tỉnh kia. Tuyến đó bây giờ chạy từ bến xe miền Tây này là chạy bến xe Chợ Lớn nha hả, rồi sau đó chạy thẳng về bến xe của tỉnh Long An luôn. Mưa gió tầm tã mà con. Đây đây, hồi xưa có cái chỗ trạm thu phí đây nè. Con đường chúng ta đang đi là đường Kinh Dương Vương, hồi xưa là đường quốc lộ số 4. Bên tay phải ba mày cầu đây là hãng quốc doanh Sinco. Nơi đây là cái hãng nổi tiếng lắm bà con, hãng máy may á. Bây giờ không thấy cái hãng này nữa. Giờ người ta máy may công nghiệp không à, chứ đâu còn ai máy may máy tây nữa. Chứ bà con cô bác không biết đâu, Sài Gòn hồi xưa là trong nhà, cứ bà con bác cứ đếm căn nhà, cứ có bao nhiêu nóc da là có bao nhiêu cái bàn máy may. Nhà nào cũng có cái bàn máy may á. Rách đồ hay gì là đâu có đem ra thợ ra tiệm đâu bà con. Ở nhà tự may tự sửa, thậm chí tự may đồ mặc luôn.
ở đó có một cái trường gọi là trường mà gọi như là nữ công gia chánh á, mà người ta cái môn người ta thường hay dạy là môn cắt mai tiêu thù nữa nha bà con. Còn giờ mấy cái môn đó giờ ba mấy rồi thấy không còn nữa, hiếm ai chọn học lắm. Chứ hồi đó đi làm thợ may không kiếm tiền cũng bạc luôn á, bộn luôn á. Hồi đó có nhiều thợ may giỏi lắm à, rồi đi theo từ mà thợ may giỏi hồi xưa từ đâu, từ học nghề lớp, học lớp luôn. Đi theo người này người kia học rồi từ từ cái ra nghề. Bây giờ cái nghề đó thì giờ chỉ còn có một cái nghề thôi, đó là nghề thợ sửa xe đó. Là còn cái chuyện mà đi học nghề. Học nghề như thế nào xin thưa bà con bác? Nếu mà ai mà quen biết á, gửi vô cái tiệm sửa xe đó có ông thầy đó, ổng nhận đệ tử. Rồi cứ xe tới sửa, ổng giao cho xe sửa rồi ổng chỉ cho từ từ rồi biết. Ha. À. Chứ còn ba mấy cậu thấy mấy cái nghề khác bây giờ là truyền nghề cái kiểu đó xưa rồi. Hiếm lắm, bây giờ hiếm lắm. Mấy ông thầy giờ vô cũng bóc lột dữ lắm. Vô rồi phải bắt đóng tiền rồi này nọ. Chứ hồi đó ba mấy cậu nhớ học nghề hồi xưa là chỉ dạng như là không có cần phải trả lương cho ổng. Dọn như vô là sai vặt á. Rồi có khách thì làm, rồi từ từ thành tài, ra mở tiệm. Còn thời nay xin thưa bà con bác, có trường lớp dạy hẳn thôi à, cứ đóng tiền vô dạy. Nhưng mà bù lại thì cái mức độ va chạm không có nhiều. Tại sao ba mươi rồi nó không nhiều? Tại vì học ở trường lớp thì chẳng qua là sách vở, là cái giáo án đó mà cứ thế mà dạy thôi à, không có bằng mấy ông thầy mà coi như là trực tiếp ngay bệnh tại xe đó luôn à. Thực hành nhiều là quen tay giỏi nghề. À, gió thổi bạc bay tứ tung hết nè. Ôi trời ơi, nghe mùi sình. Ở đây người ta đang làm cái cống hay là đang làm cái gì á, hay là con đê gì á, thấy cần cẩu rồi xúc. Ủa bạc ngàn luôn, sạch sẽ luôn bà con. Hồi xưa ở đây là nhà xưởng tùm lum nè. Vậy là ở đây là chắc đang dự án làm cái gì rồi đây nè. Mai mốt là khu này đã chống lấp luôn rồi nha. Mưa gió bắn vô rác mặt lắm à. Trời mưa gió này là mấy người mà buôn bán này người ta rầu lắm rồi con à, buôn bán này mà bán cơm tấm hay là gì đó đâu có ai ăn rồi con. Ướt ác này. Rồi ơi lạnh rồi đó. Bắt đầu qua mấy rồi cảm thấy lạnh rồi đó. Tắm mưa là bắt đầu thấy lạnh rồi đó. Lâu lâu buồn buồn chở bà con bác đi tắm mưa. Xin thưa bà con cô bác, ba mươi gồ tăng thêm cái lượng phim lên nha bà con. Mỗi một ngày là 6 giờ sáng, 5 giờ chiều với 8 giờ tối, một ngày 3 phim. Thì giai đoạn này ba mươi gồ sẽ tăng phim lên. Còn lý do tại sao ba mươi gồ tăng thì thôi giờ không nói nữa. Hồi đó mỗi lần có chuyện lớn chuyện nhỏ gì ba mươi gồ làm gì ba mươi gồ cũng đều chia sẻ với bà con cô bác hết. Nhưng mà ba mươi cầu cảm nhận rằng là khi mà ba mươi cầu nói ra thì ba mươi cầu không được lòng các cô chú lắm. Nhiều người thương thì không nói làm gì, mà nhiều người ghét bắt đầu cái người ta nghĩ xấu. Cho nên thôi, tốt nhất thì giờ thì ba mươi cầu làm gì thì bà con bác biết vậy thôi, không nói nữa, không tâm sự nữa. Và thật ra có tâm sự hết rồi chứ, nhưng mà chỉ có các cô chú bác cũ xưa lâu thì sẽ biết tại sao ba mươi gồ tăng lượng phim lên. Bà con quán nhớ giúp ba mươi gồ ha, 6 giờ sáng, 5 giờ chiều với lại 8 giờ tối. Rồi đến một lúc nào đó cái ba mươi gồ giờ trở lại 2 phim một ngày, ba mươi gồ cũng sẽ thông báo cho bà con cô bác biết.
con đường này là chạy thẳng luôn rồi mình về tới Cà Mau luôn mà con, không cần quẹo đâu hết đó. Đường quốc lộ 1 rồi nè, bám sát con đường quốc lộ 1 mà đi thôi là về tới đất mũi Cà Mau luôn á. Ở đây là cầu vượt ngay chỗ đường Võ Văn Kiệt á. Tay chân nó tê cống hết rồi. Ở đây người ta gọi là chợ bờ ngựa nè bà con. Bên tay phải ba mươi cột có chùa Từ Quang nè, cái chùa Từ Quang hồi xưa đó, cái cổng chùa đó nằm ngay cái chân cầu luôn bà con. Sau này giải tỏa giờ vô cái sân chùa năm xưa thì bây giờ là cái đường con đường. À, nơi đây người ta gọi là ngã ba chợ bờ ngựa nè. À, bên tay phải là cái chợ này là người ta gọi là chợ Hưng Nhơn, à, hay chợ bờ ngựa cũng được. Hồi đó ba mươi cột thấy bên kia đó người ta nuôi ngựa nhiều lắm. Hồi đó cũng có thời gian ba mươi gồ vô cái trường đua Phú Thọ mà con, ba mươi gồ chơi cái trò hên xui may rủi. Ngẫm đi ngẫm lại ba mươi gồ nó thật chứ ở Sài Gòn này mấy cái trò gì ba mươi gồ cũng có mặt của ba mươi gồ. Ban đầu là chỉ là tò mò vô trường đua Phú Thọ để coi ta đua ngựa thôi, rồi sau cái thấy máu mè quá bắt đầu cái thế là cũng lấy tiền đi mua số. Wow, lạnh quá. Đi tới đây là ngã ba Dương Đình Cúc rồi nè bà con. Ở đây là khô, bán khô. Đây con đường Dương Đình Cúc nè, quẹo tay phải là tới cầu Chợ Đệm á. Ở đây là có một cái công ty bao bì của hãng phân bón miền Nam nè bà con. Cái công ty phân bón miền Nam nó nằm ở trên đường Lê Văn Duyệt đó bà con. Hồi xưa là cái dưỡng đường Lê Văn Miên á, không biết bà con cô bác còn nhớ cái chỗ đó không? À, cầu Bình Điền là đây. Cầu chính là để bắt qua con sông Chợ Đệm. Nơi đây là cái cây cầu mà cái là cửa ngõ đô thành Sài Gòn trước năm 75 á. Cây cầu này nè. Cho nên cây cầu này trước năm 75 được bảo vệ nghiêm ngặt lắm nha bà con. 4 chốt. Trên cái cầu này là có tổng cộng là có 4 chốt phòng thủ ở trên đây. Thôi gọi là bảo vệ chứ hả. Một cái chốt nằm dưới chân cầu này nè. Hai chốt nằm trên cầu. Lâu lâu mà bà con bác sống ở gần mấy cái chỗ cầu này nè, bà con bác sẽ nghe. À, bọn đêm thanh gió mát rồi đó nghe cái đùng. À, bà con bác biết là lính ở trên cầu bắn vô mấy cái chỗ mà cái bèo á, lâu lâu bắn chơi vậy đó. Tại vì trên đây á, là nó có cái lục bình đó bà con, lục bình nó trôi dữ lắm, cho nên lâu lâu bà con bác sẽ nghe tiếng đùng. Còn mà bà con cô bác hồi xưa dùng của ba mươi gồ là dưới cần ruột á, đường ruột là Cần Đước Long An á bà con, thì xin thưa bà con các bác cái vùng đó là hồi xưa là cũng quanh tạc ghê lắm, lâu lâu là pháo kích cho nổ, mà mình thường hay gọi là thục mọt tre đó.
lâu lâu là cứ đùng buổi tối nha, ban đêm á. Cái vùng đó thì người ta thường hay nói là ban ngày quốc gia, ban đêm là gì á, cho nên là ban đêm nó lâu lâu cái đùng, ban ngày là quốc gia nha bà con, nhưng mà ban đêm cái là lâu lâu là đùng. Nhiều khi tối ngủ mà nghe cái đùng, nhà nào cũng có một cái chảng, cái gì một cái tăng xê vậy hả. Hồi xưa Sài Gòn mình á, dưới quê nhất là những cái vùng mà đắp danh đó, nhà nào cũng có tăng xê. Đây cũng may là cái hội ngộ hội quán miệt vườn này là tối hôm qua diễn rồi nè. Ôi hôm nay nghe nhạc cũng sập sình nữa nè, chết rồi, mưa kiểu này làm sao mà diễn. Ngôi sao miệt vườn đó bà con. Trời ơi xe cứu thương kìa, hai xe lên, ba xe luôn. Trời mưa trời gió này nè, mấy cái người mà buôn bán, trời ơi cái quán này dẹp luôn rồi nè. Mưa gió con này đâu có ăn uống gì đâu, cho nên là ta dẹp hết. Người ta rầu túi ruột luôn nha bà con, mấy người dân buôn bán nè. Mưa này là người đâu có ai đâu mà vô mà ngồi mà quán mà ngồi ăn. Ôi, lạnh quá. Lâu lâu chở bà con của bác đi tắm mưa ha. Khởi đầu cho một ngày 3 video nha bà con à, bắt đầu từ hôm nay là 30 sẽ một ngày 3 video. Bà con bác nhớ lại giúp 30 ha, 6 giờ sáng với 6 giờ sáng, 5 giờ chiều và 8 giờ tối. Tại sao 30 chọn thêm khung giờ 8 giờ tối à, để mốt mà lỡ còn hai phiên thì cái khung giờ chính nó vẫn không thay đổi. Đây là tu viện Trường Tân. Rồi thôi, 30 xin chào tạm biệt tất cả các cô chú anh chị và các bạn, xin hẹn gặp lại. Trời đất ơi, cái ông này ông hỉ mũi cái nó văng vô bùng mình luôn, nhiệt tình có thầy hỉ phập cái dính vô quần luôn. Cũng may là trời mưa ướt á bà con, không sao hết, nó trôi. Trời ơi nhiệt tình không hiểu nổi. Ghê quá trời ghê. Mày mà trời mưa ướt á. Rồi tới đây là trung tâm của huyện Bình Chánh nè bà con. Xin thưa bà con, bác hồi nãy trời mưa á. Trời ơi ở đây nó đổ sập nguyên cái cổng luôn nè. Chết cha rồi, chùi đó bà con bác thấy không à. À, trời mưa đó bà con đó, đổ sập nguyên cái cổng luôn.